Chào mừng anh em quay lại với kênh review của HeroLab. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc siêu laptop gọi là siêu phẩm năm 2019 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đấy là dòng LG Gram 17 inch 2019 mới nhất vừa ra lò. Hàng này là sách tay từ Hàn Quốc, ở Việt Nam là chưa có. Đây ạ, rất là to ạ, các bạn có thể tưởng tượng được không ạ? 17 inch ạ, 17 inch thì thông thường anh em sẽ phải xách những chiếc máy mà trọng lượng phải lên đến tầm 4 kg, trong khi đấy chiếc máy này nó chỉ nhẹ có 1,3 kg luôn. Thật là không thể tin được, không thể tin được luôn ạ. Tức là nó chỉ nhẹ bằng các cái dòng máy mỏng nhẹ của các hãng khác mà màn hình 13 inch. Còn đây là 17 inch ạ, 17 inch đối với các chiếc máy thông thường phải tầm 4 kg, và 4 kg ngay cả mình là một nam giới và có tập thể hình, nhưng mà đối với mình mà xách đến máy đến 4 kg trong túi và có thêm nhiều đồ nữa thì cũng rất là mệt, nhất là đi bộ những cái đoạn đường dài thì mệt lắm các bà con ạ. Đây, còn với chiếc LG Gram thì trọng lượng nó nhẹ kinh hoàng, tức là chỉ có 1,3 kg mà cầm một tay được ạ. Đây này, các bạn không thể tưởng tượng được bao giờ mà cầm một chiếc máy 17 inch mà có thể cầm được một tay ạ, nhẹ như không luôn ạ. Đây là 17 inch ạ, đây là 13 inch ạ, 13 inch thì nó nhỏ hơn rất nhiều ạ. Còn 15 inch đây ạ, 15 inch cũng nhỏ hơn hẳn, nhưng mà 17 inch thì rất là to ạ. 17 inch là model đầu tiên của LG làm ra đời vào 2019 ạ. Còn các cái năm 2018 trở về trước thì chỉ có 13, 14 và 15 inch đây ạ. 17 inch là model đầu tiên của LG. Phiên bản là 17Z990 là lần đầu tiên ra đời vào 2019. Đây, khi mở máy ra các bạn sẽ thấy là máy có màn hình nó rất là to, 17 inch nó to lắm á. Dành cho những người nào mà người ta thích màn hình to để xử lý số liệu, hình ảnh, bản đồ, các thứ, các file Excel thì làm mở được rất nhiều tab. Nhưng mà cần phải trọng lượng siêu nhẹ. Cái yêu cầu mà máy to mà màn hình nhẹ thì chỉ gần đây là có LG là đáp ứng được tốt nhất, bởi vì các máy khác như HP hay Dell hay Lenovo thì trọng lượng của máy 17 inch nhẹ lắm thì nó cũng phải tầm 3 kg ạ. 3 kg thì sẽ phải nói là hơi mệt, bởi vì trọng lượng bây giờ thông thường thì mọi người hay thích trọng lượng khoảng hơn 1 kg, tức là khoảng tầm 1,3 kg ạ, là sách là vừa phải. Chứ lên tầm 3 kg là sách nhiều khi là chả muốn sách, chỉ muốn vứt máy đi. Đây, điểm nổi bật của dòng LG Gram thì mình đã nói rất nhiều, tức là bên HeroLab là nơi đầu tiên mà bán LG Gram tại Việt Nam, tức là chúng tôi bán từ năm 2014 ạ. Rất nhiều bạn bảo là dòng Gram của LG là họ không biết là dòng gì và chắc là thương hiệu mới thì độ bền nó không được tốt, nhưng mà chúng tôi đã bán ra được phải tầm 5 năm ạ. 5 năm qua thì chúng tôi đã bán rất nhiều và khẳng định được cái chất lượng Gram này, độ bền của máy, tức là độ bền thì liên quan đến cái khả năng chịu lực va chạm các thứ, tức là độ bền của vỏ liên quan đến độ bền cơ khí, và thứ hai quan trọng nhất là độ bền về linh kiện điện tử ấy, tức là cái khả năng hỏng hóc khi mà các bạn, ngay cả các bạn không làm gì và không rơi vỡ các thứ ấy. Đấy, thì điều đấy nó mới là quan trọng. Thì LG Gram thì chúng tôi tính ra là tỷ lệ nó lỗi rất là ít, cực kỳ ít, gần như bằng không ạ. Nếu mà nó lỗi thì chỉ có lỗi những cái đời cũ quá thì pin thì nó gọi là bộ phận tiêu hao thì nó sẽ bị sụt giảm đi, hoặc là cái bàn phím thì khí hậu nồm của mình thì rất nhiều máy nó hãng khác thế để lâu không dùng thì nó sẽ bị mốc, nó sẽ bị hỏng chập phím. Còn về main ấy, là dòng Gram là dòng duy nhất mà mình chưa thấy nó bị gì hỏng đến main ạ. Trong khi đấy các cái dòng gọi là bền lắm như kiểu ThinkPad X1 mọi người thần tượng, mà nhưng mà ra các chỗ sửa chữa thì các đời máy cũ thì nó cũng có hỏng tương đối ạ, không phải là được bền lắm đâu, nhiều anh em cứ hay ảo tưởng. Đây, mình sẽ giới thiệu những cái đặc điểm sơ khác biệt giữa cái dòng Gram 17 này với lại dòng Gram 13 với 15. Đầu tiên là về kích thước màn hình thì đương nhiên là máy có màn hình rất là bự, rất là to. Thứ hai nữa là đây, màn hình chỉ có duy nhất là bản 17 là màn hình có độ phân giải 2K.
Còn các bản trên bản 13, 14, 15 là đều full HD ạ. Tất nhiên là 17 thì to nên độ phân giải 2K là mình thấy hợp lý nhất. Full HD thì nó vẫn hơi rỗ một chút, còn 2K rất là đẹp. Màn hình LG thì nói chung là không phải bàn rồi. Tất các cái dòng phổ thông thì mình cũng không 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 đề cao lắm, nhưng mà những cái dòng cao cấp thì màn hình của LG phải nói là cực kỳ đẹp ạ. Nhìn cảm giác nó rất là dễ chịu, êm mắt do cái tần số quét cao. Thứ hai nữa là cái gam mút của màu sắc rất là tốt, giúp cho các bạn có thể xử lý hình ảnh với độ màu chính xác rất là cao. Thứ hai nữa là máy đây đời 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 2019 thì là được máy được tích hợp cái nút nguồn vào fingerprint luôn. Các bạn chỉ cần ấn nút nguồn này là sẽ không phải quét thêm một lần vân tay nữa, rất là tiện. Đời 2019 thì các cái phiên bản 10 nhỏ hơn, màn hình nhỏ hơn 13, 14, 15 thì nó sẽ có khác biệt một chút, tức là cái điểm khác biệt của bản 17 là touchpad ạ. Touchpad thì là cái model duy nhất mà được trang bị touchpad phủ kính. Phủ kính thì giúp cho cái touchpad này nó rất là trơn tru, và thứ hai nó không bị mòn, khác biệt rất là lớn so với các cái model màn hình nhỏ hơn. Mình cũng không hiểu tại sao mà LG lại chưa đưa cái touchpad này lên các cái dòng nhỏ hơn, bởi vì là touchpad của các dòng nhỏ hơn thì mọi người, rất nhiều người đã thử dùng rồi và không thích lắm, cảm giác di chuột nó không không, không mượt mà, hơi bị rít ạ. Tất nhiên là cũng không quá quan trọng vì giờ chủ yếu mọi người hay dùng chuột ngoài thôi, nhưng mà nhiều khi cái touchpad này nó ghi thêm điểm thì vẫn sẽ là tốt hơn. Thế có nhiều khách hàng người ta lựa chọn, người ta yêu thích hơn. Một điểm nữa là mọi người cũng rất là quan tâm là bàn phím. Bàn phím thì dòng LG Gram thực sự là bàn phím không được tốt lắm, bởi vì là máy nó quá nhẹ. Cho nên là bàn phím hơi nông và cảm giác gõ nó hơi nhẹ. Nhưng mà các cái dòng đời 2018 trở đi bàn phím gõ tương đối tốt đấy, cũng không không quá chán như ngày xưa. Tất nhiên là vẫn không không được sướng hẳn như các cái dòng business mà truyền thống kiểu như của EliteBook hay là ThinkPad hay là Dell Latitude, nhưng mà nói chung là cũng được ạ. Cũng mình thấy có cũng không phải quá khó chịu. Điểm nữa là các bạn sẽ thấy là bản lề thì vẫn thế ạ. Màn hình thì camera được đưa lên phía trên ạ, cũng như bản 2018 đấy ạ. Đây bản 2019 thật ra là cũng gần như 2018, nó cũng không cải tiến gì nhiều, cải tiến chỉ có thêm mình thấy touchpad này. Với lại thứ hai là chạy cái chip đời 2019 thì được tối ưu về điện năng hơn. Hiệu năng thì gần như vẫn thế ạ, nhưng cái tiêu thụ điện sẽ giảm hơn. Model này là chạy chip 8265, RAM 8 GB và ổ SSD 256 GB. Cái điểm mà mình rất thích ở dòng RAM là thứ nhất là bền này, thứ hai nữa là pin lâu. Thì các dòng 18 và 2019 là được trang bị pin lên tới 72 Wh. 72 Wh là gọi là thời lượng pin cực kỳ cao ạ. Các bạn theo lý thuyết thì dùng được khoảng tầm 20 tiếng, nhưng mà dùng thực tế thì mình nghĩ là được khoảng tầm hơn hơn chục tiếng là tốt rồi. Đối với laptop hơn 10 tiếng là dùng quá quá gọi là lâu rồi, các bạn cũng không cần yêu cầu gì thêm nữa. Cách sử dụng pin thì vẫn như mình đã hướng dẫn từ trước, các bạn cứ đọc theo bài đấy mà làm thôi, đừng có nghe theo các cái lời đồn trên mạng thì pin nó sẽ giữ được lâu hơn. Thứ nhất là về pin lâu rồi, thứ hai nữa là trọng lượng nhẹ, thứ ba là độ bền cao, thứ tư nữa là khả năng nâng cấp. Thì các dòng RAM thì được ưu tiên là lắp được thêm một ổ SSD nữa, tức là có hai khe cắm ổ SSD, các bạn có thể nâng thêm dung lượng, đặc biệt là các bạn có thể nâng thêm RAM, vì là các cái đời máy sau này rất nhiều hãng thì người ta không nâng được RAM nữa, RAM onboard hết, các bạn là mua thế nào fix thì để luôn. Nhưng mà rất may là dòng RAM là dòng siêu mỏng nhẹ mà nó nâng cấp được RAM à, rất là hay. Điểm này nâng cấp được RAM là một trong những cái tiêu chí cực kỳ quan trọng khi các bạn mua máy.
nó rất là hữu ích sau này. Nhiều dòng như kiểu ThinkPad X1 các thứ không nâng cấp được RAM, sau này sửa chữa hay thay thế nâng cấp gần như là không thể, rất khó chịu. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu qua thôi ạ. Còn các cái giới thiệu chi tiết thì mình đã viết nhiều rồi, các bạn có thể tìm hiểu thêm ạ. Đây, mình đây là một số cái cổng kết nối. Máy vẫn sử dụng cổng sạc thông thường, nhưng mà hỗ trợ thêm sạc cổng sạc tai C rất là tiện. Các bạn có thể dùng mua thêm cái sạc sạc tai C hoặc là mua sạc dự phòng cắm qua cổng tai C rất tiện, đi đâu chỉ cần dùng chung cái sạc điện thoại, cắm điện thoại chung với sạc này đỡ phải mang thêm nhiều sạc bất tiện hơn. Đây còn cổng kết nối các thứ thì USB đây ạ, vẫn có USB, thẻ mini, cổng khóa Kensington lắp. Máy rất là thanh mảnh, rất là đẹp ạ. Đẹp mà thực sự đẹp, gọi là siêu đẹp thì không phải, nhưng mà nói chung là thiết kế này cũng là đẹp ạ. Nó đơn giản, nó không quá cầu kỳ. Nhiều người cầm trên tay cái dòng Gram thì rất là sợ, bởi vì sợ nó mong manh quá, rất dễ hỏng. Nhưng thực sự là dòng Gram này các bạn xem các cái video test thì nó rất là bền, nó phải nói gọi là siêu bền luôn, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Vỏ làm từ chất liệu hợp kim magie lithium, là sự kết hợp giữa magie và cái hợp kim nhẹ nhất thế giới lithium. Thì cái vật liệu này được áp dụng trên cái công nghệ tàu vũ trụ để giúp cho cái trọng lượng của các cái thiết bị là nhẹ nhất có thể, nhưng mà vẫn đảm bảo cái sự dẻo dai và cực kỳ bền. Nếu mà khi mà các bạn tháo vỏ ra thì cầm cảm giác trên tay nó còn nhẹ hơn rất nhiều so với giấy ạ. Trong khi đấy là độ dẻo dai và cứng cáp nó hơn nhiều ạ. Chứ không phải nhựa đâu bà con nhá, nhiều người cứ tưởng nhựa, không phải nhựa. Nhựa là những cái sản phẩm thuộc phân khúc thấp và rẻ tiền thôi. Còn chất liệu của các dòng cao cấp thì chỉ có kim hợp kim kim loại hoặc là carbon thôi. Các anh em lưu ý. Đây, xem phần cuối đấy. Màn hình rất là to ạ, nhìn rất là sướng ạ. Nhưng mà cầm rất là nhẹ, siêu bền, pin siêu lâu và siêu nhẹ, là đặc trưng của dòng Gram. Ok, cảm ơn anh em, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp vào cái video lần sau ạ.